Internet surfing, bỗng thấy những thứ diễn ra sao chẳng như ý mình. Tức quá phải nói ra thôi, rồi thì mình để lại một comment xinh xinh. Văn minh be like, mẫu câu chê bai sẽ là như thế này. Chẳng có ý gì đâu nhưng theo sau là 1001 những câu thâm sâu. Oh, oh, sao đã cái nữ ghê ta. Mình thì được mắng người ta nhưng mà vẫn trông tự tên à. Nhưng mình lại quên mất một điều là bạn ơi, không có ý thì nói ra làm gì. Đâu ai muốn nghe nói ra làm gì. Không có ý đừng nói ra làm gì. Go. Ai cũng muốn được nói, được lắng nghe, nhưng được mấy ai muốn thấu hiểu. Vậy nên tổn thương người khác là cách để chút hết những nỗi niềm trong lòng ở bấy lâu. Ra ngoài thì cúi đầu, lên mạng thì ôm. Mình không có ý gì đâu nhưng mà sao đã cái nữ gây ta. Mình thì được mắng người ta nhưng lại vẫn trông tự tên à. Nhưng mình lại quên mất một điều là gì cơ. Mình không có ý khen chê gì cũng chỉ xin là lời thật lòng. Đừng cố tỏ ra tử tế nhưng trong tâm chẳng muốn đem lại niềm vui. Xin là xin là xin đừng lòng vòng. Yeah. Được nói, được lắng nghe, nhưng được mấy ai muốn thấu hiểu. Vậy nên tổn thương người khác là cách để chút hết những nỗi niềm trong lòng ở bấy lâu.